nó gì chống chứ không gia đình dính vô xe công trình này. Trước khi giờ Tết dọn về chở gì à, dính 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 dính. Chú đó trèo lên đó, nó dỡ cái dây điện qua nè. Tới đi. Kéo cái móc sau để chở xe máy ủi nè. Giờ quá anh trình đưa xe máy ủi lên mới là lợi hại đây. Cái bát bứng nó rơi ra đẩy vô tay không được, nhờ quá trình máy múc nó sẽ máy ủi, nó ủi vô rồi đẩy lên. Giờ quá trình đưa cái xe máy ủi lên mới là lên cái móc sau đây là một quá trình này. Giống như xe đục kéo gì lại.
có cái thớ bụi đất lên này. Dỡ lam lên, dỡ lam lên rồi bỏ bạc xuống đi lại khỏi gió bay á. Hai chuyến thì xa quá chứ làm một chuyến hơn anh.
Lúc luôn. Xe sau như nó không có nhíp hay sao, như lắp ghép cầu vô là hàng luôn nha, không có nhíp. Mọt sâu. Rồi. Về kho thôi.